Xin chào các em, rất hân hạnh được gặp các em trong cái chương trình ôn thi đại học. Thầy biết là các em cũng theo dõi cái chương trình này thường xuyên lắm. Như vậy những em mà theo dõi cái chương trình bổ trợ kiến thức 12 á, thì tiếp theo cái chương trình đó thì hôm nay trở đi thầy sẽ giới thiệu cho em các cái nội dung mà theo thầy nghĩ là rất thiết thực, và đặc biệt nó sẽ làm hỗ trợ tích cực cho cái việc giải đề thi môn hóa sắp tới. Thầy sẽ cô đặt lại cái những cái nội dung mà thầy nghĩ là sẽ trình bày cho các em, để thầy hy vọng là chỉ cần sử dụng những cái gợi ý mà thầy sắp giới thiệu cho các em thì chắc là cái việc giải đề thi nó hết khó nữa rồi. Thực ra hóa học mà là đi thi trắc nghiệm ấy, mình chỉ cần chuẩn bị tốt các cái công thức riêng thì lúc đó mình sẽ xử lý được đề một cách dễ dàng luôn. Riêng hôm nay thì thầy nghĩ là mình khởi động thôi, và các em bình tĩnh. Thầy sẽ chuẩn bị cho các em từng bước thật kỹ, thì khi mà đủ rồi thì cái đề thi chắc là với các em thấy nó sẽ dễ như các thầy thấy, không có gì khó khăn cả. Cụ thể là trong cái lần gặp này thầy chỉ giới thiệu em một điều thôi. Thầy muốn tập cho các em biết cái cách để tự giải được cái loại câu là đi tìm công thức. Mà em thấy là đó, hóa học thì có hai cái kiểu đề thường xuyên là thứ nhất là yêu cầu tìm kiếm, thứ cuối cùng là yêu cầu tính toán. Riêng hôm nay thì thầy sẽ cố gắng làm cái mảng đầu là đi tìm kiếm thôi, rồi cái sau đó thầy cũng gợi ý nhẹ nhàng thôi, rồi các cái bước tính toán. Đặc biệt là thầy giới thiệu bên cái phía vô cơ trước, còn sắp tới đây thì mình có thể trong một cái lần phát sóng mình có thể gặp luôn cái hữu cơ, vô cơ, đại cương. Như vậy cụ thể là trong cái lần gặp này thầy sẽ giới thiệu cho em cái cách tìm công thức của vô cơ. Thực tế mà nói á, đề cho kiểu gì đó thì cho, nhưng mà cơ bản á, là mình gặp có đúng hai kiểu thôi. Tức là lúc đó chỉ sử dụng các cái biểu thức đại số để mình biến đổi một hồi nó tới cái công thức phân tử cần tìm. Và một cái kiểu đề cuối cùng là phải dựa trên các cái phản ứng hóa học. Hiển nhiên lúc đó phải lấy thêm các cái dữ kiện có liên quan tới phản ứng để mình sắp xếp để sao cho tới được cái cuối cùng là mình đi tìm công thức á. Như vậy thầy mới tách nó ra thành đúng hai nhóm bài thôi. Ví dụ hôm nay mình làm một nhóm thôi, tức là dựa trên cái biểu thức đại số cái mình biến đổi nó tới cái công thức phân tử. Em à, thật ra đi thi trắc nghiệm mà yếu tố thời gian nó quan trọng lắm. Sau khi thầy gợi ý xong á thì thầy nghĩ có cái góc nhìn đặc biệt, chắc mình giải câu nó dưới 1 phút đó. Và em phải hiểu hôm nay mình tập làm cho nên thầy không có tính thời gian. Còn bây giờ thầy gợi ý chi tiết cái biểu thức đại số là cái gì một chút nữa thì gợi ý. Nếu gặp cái kiểu đề như thế này nè, mình làm ba bước cơ bản thôi. Bước thứ nhất, đưa ra cái công thức cần tìm. Cái bước thứ hai, mình lập cái phương trình dựa trên cái biểu thức đề cho. Thì cái lúc đó cái mình mới biến đổi tùy cái kiểu phương trình mà mình sẽ dẫn được tới cái đáp số cuối cùng dễ dàng. Thì ra thầy cố gắng nói để sao cho khi em nghe rồi là nó thành của em luôn. Em thấy nó rất hiển nhiên đó chứ. Người ta đưa mình cái biểu thức đại số đi tìm công thức thì mình làm ba cái bước đó, nó sẽ tới đáp số. Còn bây giờ thầy sẽ gợi ý từng câu áp dụng cụ thể. Ví dụ như người ta cho E có một cái công thức tổng quát là NOx và có cái phần trăm N là bằng 30,43. Cái sau đó người ta thêm một cái dữ kiện có liên quan tới E thì ra thế này nè mà cái câu này nè mà mình muốn trả lời được cái yêu cầu về thể tích á thì bắt buộc mình phải biết E. Do đó em phải hiểu cái điều thầy muốn nói, vì hôm nay cái lần gặp đầu tiên á cho nên giữa em với thầy nó chưa có hiểu ý nhau, nhiều khi thầy trình bày liền cái em không có nắm bắt được. Do đó chắc thầy phải giới thiệu nhiều điều lắm. Không có cái kiểu đề mà đưa mình cái công thức rồi cái có cái phần trăm kế bên cái hỏi cái công thức đó là cái chỗ nào. Vì nếu như thế thì thí sinh chỉ cần cầm cái máy tính thôi, bấm máy biết cái chỗ đúng. Cho nên thường tác giả sẽ ngụy trang.
Chẳng hạn như em thấy cái câu này đưa ra cái công thức là NOx rồi có cái phần trăm nào, nhưng tác giả không hỏi cái A là cái gì cả. Sau đó cái tác giả mới ghép thêm một cái thí nghiệm. Rồi cụ thể là cho cái khối lượng đồng là 9,6 g gặp H2O3 sinh ra cái chất A. Và hỏi gì cái thể tích nó bằng nhiêu. Thì ra em dễ thấy lắm. Muốn tính được cái thể tích này phải biết cái oxit này là cái gì. Như vậy ý muốn nói để giải quyết cái câu này nè thì cái bước rất quan trọng là phải thấy được A. Riêng hôm nay á thì cái ý chính mà thầy muốn trình bày cho các em á, là làm sao để thấy được cái công thức cần tìm, cụ thể là cái A là thôi. Như hồi nãy thầy gợi ý cho em cái biểu thức đại số, hỏi biểu thức đại số là cái gì thì em đừng có cần nhớ là cho như thế nào mới là biểu thức đại số. Cứ nhớ đơn giản vậy, cái gì đó có cái vế phải, có cái vế trái liên hệ dấu bằng thì cái đó gọi là biểu thức đại số. Vậy cái vế phải ghi gì cũng được, tương tự cái vế trái muốn ghi cái gì cũng được. Hãy thấy có hai cái vế trái phải liên hệ dấu bằng, ít khi cho cái dấu không bằng lắm, thì cái đó gọi là biểu thức đại số. Hỏi muốn có cái công thức thì ta cần làm gì, nói làm ba điều thôi. Đưa ra cái công thức cần tìm, lấy cái biểu thức khai triển ra cái tới cái phương trình. Vậy cái khó ở chỗ á, là em không biết khai triển cái phương trình từ cái phần trăm này như thế nào. Thì trong cái lần gặp này nè, cái mục đích thầy cũng cố tình nhắc lại cái công thức khai triển. Rồi cái sắp tới á, thầy sẽ gợi ý thêm một số biểu thức nữa. Vậy hôm nay mình chắc gặp có một kiểu thôi. Đó là cái đặc điểm đề là cho cái biểu thức đại số dưới dạng phần trăm của cái nguyên tố trong hợp chất. Nãy giờ thì gợi ý lòng vòng để mình không phải làm nhiều bài, cứ 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 đúng cái kiểu đó mình làm là sao. Vậy thì thầy sẽ gợi ý chi tiết ha. Để trả lời được cái câu này chỉ cần thấy A thôi. Điều này không quá khó. Lấy cái phần trăm này nè, mình khai triển. Và khai triển như thế này nè, làm ba bước cơ bản. Cái công thức không phải lúc nào mình cũng đặt cái công thức chẳng hạn có sẵn rồi thì mình cho nó qua. Vì mình bắt đầu từ cái bước 2, lấy cái phần trăm lập phương trình, cái cuối á, là mình giải cụ thể chút nữa thì sẽ gợi ý. Cái đề được tóm lại rất gọn như thế này. Vì cái ý một á, mình phải làm bật ra được A. Vì cái đề á, cho mình sẵn cái công thức rồi. Mình lấy cái công thức khai triển cái phần trăm nào. Mà em bị quên mất cái công thức đó rồi. Thầy sẽ gợi ý chi tiết ở đây nè. Ghi tổng quát AXB thì mình hiểu AB là nguyên tố, còn còn XY là cái số nguyên tử. Vậy mình nhìn ra tổng quát mà hiểu rồi thì mình sẽ khai triển được thật nhiều chỗ. Vậy thầy muốn khai triển cái phần trăm A thì cái cách làm thật đơn giản, lấy cái M lớn của cái A này ra. Xong cái mình nhìn lên công thức ha, mình đếm coi có bao nhiêu nguyên tử A. Chẳng hạn ở đây mình thấy có x nguyên tử, mình nhân x. Sau đó cái mình đem chia cho m lớn của nguyên cái hợp chất này. Mà cái m lớn thì chắc là em biết rồi. Mình lấy m lớn nguyên tố nhân số nguyên tử, hãy có thêm nguyên tố mình tổng nó lại. Rồi cụ thể mình ghi tổng quát là m lớn của ASV sau cùng mình nhân trăm. Và dựa trên đây mình khai triển cái phần trăm Niter ra. Ở đây Niter m lớn là 14, cái mình nhìn lên công thức nè, có một Niter vậy mình nhân một luôn cho nó hiểu. Cuối cùng chia cho 14 cộng 16x. Sau đó mình nhân trăm và do đề cho mình bằng 30,43. Mình ghi bằng 30,43. Trắc nghiệm mà, cho nên mình hạn chế sử dụng giấy bút, tập bấm máy, tập chuyển vế bằng mắt. Cỡ như thế này là đâu có cần giấy bút nữa, chuyển vế bằng mắt, bấm máy để tìm được ít. Thầy nghĩ chắc không cần phải gợi ý cái cách bấm máy ha. Thì lúc đó em thấy rất đơn giản, chỉ cần thấy ít là sao. Lúc này x bằng 2, như vậy thì cái oxit của mình là NO2. Em à, khi cái oxit này mà NO2 rồi thì cái đoạn còn lại này nó quá dễ dàng. Nếu như mà em có theo dõi cái chương trình bổ trợ 12 á, thì mình có gặp ở cái chương là kim loại tác dụng với axit, đặc biệt là axit có tính oxy hóa. Thì cỡ như cái vế còn lại này nè, mình chỉ giải một dòng thôi bằng cái định luật đó là bảo toàn điện tích. Thì trong cái lần gặp này thầy nghĩ thầy sẽ nhắc lại liền cái cách giải đó cho em luôn.
Rồi sắp tới á, mình sẽ có thêm các cái nội dung mà nó xét riêng, hay là thầy sẽ giới thiệu lại riêng cái chuyên đề kim loại axit, coi như là lần tổng kết sau cùng để em chuẩn bị thi ấy, thì thầy sẽ nói cho em thêm nhiều điều nữa. Còn riêng cái chỗ này chắc là thêm cái gợi ý này nó là đủ. Vậy giờ mình giải cái vế cuối này thôi ha. Thầy nghĩ là thầy sẽ tóm tắt lại cho nó gọn hơn nữa. À, hồi nãy cái vế còn lại là đồng, có khối lượng là 9,6 gram. Cái đem tác dụng với HNB. Và do mình tìm được cái vế trước là NO2 á, thì lúc đó mình tính được cái chỗ V này dễ dàng luôn. À, thầy nghĩ chắc thầy dừng lại đây, thầy nói cho em thêm vài điều nữa. Em à, nếu như em mà nhớ tốt á, thì ở cái chương trình bổ trợ 12 thầy có gợi ý cho em, khi mà kim loại tác dụng với axit loại 2 chẳng hạn HNO3 thì sinh muối nước sản phẩm khử. Đặc biệt với các kim loại kém hoạt động chẳng hạn như đồng về sao thì cái sản phẩm khử chỉ có thể là NO2 hoặc NO thôi. Ý muốn nói nếu như hồi nãy mà mình quên mất đi cái công thức tính phần trăm á, cái mình không dẫn ra được cái công thức của A là gì thì ít ra em cũng dự đoán được cái hồi nãy cái A đó đó chỉ có khả năng là NO hoặc NO2 thôi. Mà thật dễ thấy thì cái công thức đưa ra là NOx, cho nên x chắc chắn là hoặc bằng 1 hoặc bằng 2 thôi mà. Do đó nếu như em không tìm được tới đáp số thì em cứ đưa ra hai cái tình huống. Nếu nó là NO cái mình lấy cái công thức mình bấm máy để mình thấy cái V, nếu như nó trùng với cái giá trị của đáp án ở đâu đó thì em sẽ phát hiện ra liền. Vậy thì gợi ý là sau cái lần nghe này nè thì cái em mới ngồi lại em làm thử. Còn thầy sẽ đi tiếp cái câu này một chút nữa. Rồi thầy muốn em nghe cái, thầy nghĩ là sau khi nghe chắc là em khỏi phải ghi chép gì hết, nó sẽ thành của em đó. Đặc biệt trên đề thi trắc nghiệm thì thường có công thức giải, do đó ở những cái phản ứng mà oxy hóa khử mà triển khai vô tính toán á, thì thường tác giả sẽ sắp xếp để mình sử dụng cái định luật bảo toàn điện tích. Cái nội dung của bảo toàn điện tích ai cũng biết là mol E cho bằng E nhận. Trên cái phản ứng mình đang xét này á, là kim loại gặp axit nitric thì mình biết kim loại nó cho E mà, còn axit nitric nó nhận E mà, cho nên mình chuẩn bị tốt cái E cho E nhận, cái mình ráp vô cái biểu thức tính thôi là xong. Cho nên cái thầy sắp gợi ý á, em chỉ cần để ý thì chắc nó không có khó. Cụ thể thầy muốn nhắc lại liền, mình lấy cái bảo toàn điện tích này ra mình giải nè, vậy vô mình chỉ cần ghi dấu bằng thôi, cái mình triển khai cái vế trái triển khai vế phải là xong. Và đặc biệt cái mol E cho E nhận này có công thức sẵn mà nó thật là dễ nhớ, chút nữa thầy sẽ gợi ý. Cụ thể luôn, chẳng hạn khi mình thấy kim loại thì nó có một khuynh hướng là nó cho E, và mol E cho có công thức giải luôn. Cụ thể nó sẽ bằng mol kim loại phản ứng nhân cho hóa trị. Em hình dung được cái chỗ này chứ ha. Tương tự khi mình gặp HNO3 thì cái mol E nhận, tại HNO3 nhận E, cái mol E nhận hỏi bằng gì thì nhiều trường hợp lắm em. HNO3 có thể sinh NO2, có thể sinh NO, có thể là N2O rồi nữa, ví dụ như nitơ rồi NH4NO3. Không lo lắng luôn, nhiều lắm nhưng mà chỉ có một à, có một cách tính thôi. Em nghe thầy gợi ý nè, thông thường cái mol E cho hay E nhận á, tính bằng một cách thôi, hãy tính từ mol chất nào thì em hãy ghi mol chất đó ra, xong cái mình nhân cho cái số quan trọng, thầy tạm gọi là cái số quan trọng á. Cái số đó hỏi làm sao có được, mình nói dễ lắm, chỉ cần lấy hiệu số oxy hóa thôi là nó có. Cụ thể em nghe thử nè ha, kim loại đơn chất là bằng không, khi mà nó phản ứng xong là nó nằm trong hợp chất, và ta biết cái số oxy hóa của kim loại trong hợp chất chính là hóa trị. Rõ ràng không với hóa trị hiệu thì ra hóa trị, em cũng hình dung được chứ ha, mình đoán được luôn nè, thấy không em. Giờ tới NO2 phải không, N trong HNO3 là cộng 5, N ở trong NO2 là cộng 4, 5 với 4 hiệu là bằng 1. Ý nói cái mol E nhận này bằng 1 lần mol NO2.
lẽ ra là thầy ghi nữa, nhưng hôm nay coi như là khởi động mà, cho nên thầy nghĩ là mình nên dừng ở đây. Những cái lần sắp tới thầy sẽ ghi đủ cho em nguyên một cái bộ công thức. Đến đây thì coi như mình đã chuẩn bị sẵn hai cái vế trái phải rồi, cho nó chỉ còn ráp số vô nữa thôi. Cho nên mình chỉ cần làm cái điều này, mình ghi dấu bằng. Em phải hiểu thế này, cái dấu bằng này là ý nói cái chỗ này nè. Vậy mình điền E cho bên trái rồi cái E nhận bên phải. Vậy có cái khối lượng kim loại rồi, mình đem nó xuống, chia cho cái M lớn đồng là 64. Và tao biết đồng có hóa trị tương ứng là 2. Còn cái phía E nhận thì có rồi nè, lấy 1 lần mol nào 2. Vậy thầy cũng cố tình ghi lại cái số 1, ý nói cái đó là số quan trọng. Còn cái mol nào 2 thì mình lấy cái thể tích, mình chia cho 22,4. Do đó khi mà chuẩn bị tốt thì cái chỗ như thế này nè, không cần giấy bút nữa, cầm cái máy tính mình bấm máy thôi. Thì lúc đó chắc thầy nghĩ giải khoảng chừng 20-30 giây thôi. Còn thầy cố tình nói thật chậm để mình không phải giải nhiều câu. Chắc em hiểu rồi đó. Tới đây thì cái thể tích bấm máy thấy bằng 6,72. Thì mình nhìn lại mấy cái phương án trả lời thì đúng là nó nằm ở ngay cái chỗ đó thôi. Thì ra cái ý chính của cái hôm nay nói là dựa trên cái biểu thức đại số, ví dụ cái phần trăm niter, để mình tìm cho ra cái A thôi. Đó là ý chính. Nhưng do cái đặc điểm đề người ta ngụy trang đi, để không có thấy cái chỗ để mình bấm máy, cho nên ghép thêm nhiều kiểu lắm. Chẳng hạn đây là một kiểu ghép đơn giản cho A là sinh từ cái phản ứng của đồng gặp HNV. Thầy muốn giới thiệu thêm cho em cái điều tiếp theo nữa, cũng cái ý chính là đi tìm công thức thôi. Chẳng hạn trên cái áp dụng thứ hai này, cái áp dụng hai này, A là một cái oxit sắt có cái phần trăm sắt cho sẵn. Ít khi hỏi oxit sắt đâu, vì như thế chỉ cần lấy cái công thức tính phần trăm hồi nãy thầy gợi ý là thấy đáp số. Mình chuẩn bị thi đại học mà, cho nên mình làm cái điều tương đương với đề thi. Vì thông thường tác giả sẽ ghép thêm một cái thí nghiệm. Chẳng hạn trên câu này em đọc được thí nghiệm rồi mà, thực hiện cái phản nhiệt luyện. Như vậy thì muốn trả lời được cái yêu cầu của câu hỏi này thì việc phải làm đó là cái oxit A là oxit gì. Mình thấy đúng kiểu luôn rồi đó, thấy không em? Đưa mình cái biểu thức đại số, đó là cái phần trăm sắt, mình có cái công thức rồi. Nhưng mà cái ý chính hôm nay thì muốn tập sao cho để không cần thêm lần nào nữa, em sẽ tự làm được đó. Thầy nghĩ là vậy, cho nên thầy cũng làm cái điều tương tự hồi nãy. Em à, sẵn đây thầy cũng gợi ý luôn, vì thầy nghĩ từ hôm nay cho tới thi á, mình còn được cũng nhiều ngày lắm. Thầy nghĩ chắc còn cỡ khoảng 100 ngày nữa thì em tập chắc là được đó. Có những cái chỗ mà mình đọc cái đề, đọc không hiểu đề, cái mình đọc nhiều lần luôn, đôi khi thuộc đề luôn mà chưa hiểu tác giả nói gì đó. Cho nên theo thầy á, em phải tập thế này, tập vừa đọc đề vừa vẽ sơ đồ tóm tắt. Khi em đọc xong là xong cái vẽ đó luôn, và chắc chắn mình giải trên sơ đồ sẽ thật dễ. Rồi cái sau này thầy tập cho em giải trực tiếp trên sơ đồ luôn, chứ để chữ nhiều quá nó không có thấy. Còn cái câu này nó dễ, mình nhìn kiểu nào cũng được. Còn bây giờ mình giải cái vế đầu, phải thấy được A là gì. Do nó đúng với cái kiểu bài hôm nay rồi, cho nên mình không nói lòng vòng nữa. Mình đưa ra cái công thức oxit sắt, lấy cái phần trăm sắt, triển khai theo cái công thức mà mình có, nó sẽ tới cái oxit đó. Khi mà có cái oxit rồi thì cái yêu cầu tiếp theo rất dễ. Thầy nghĩ chỗ này thầy cũng nói thêm một cái điều nhỏ nè, đây cũng được hiểu là luật luôn. Khi mà đặt cái công thức oxit á, thì phải xem phải đề cho kiểu nào. Nếu như người ta nói cái oxit của M thôi mà không thấy nói gì thêm thì ta nên đặt là M ít OI. Tại cái chỗ này dễ thầy không ghi, em nghe chắc hiểu mà. Còn chừng nào mà đặc biệt
có gợi ý của mà, chẳng hạn đó, mà này chỉ có một hóa trị thôi, hay là cái oxit của mà này đang có hóa trị bằng nào, thì lúc đó ta đặt cho nó thật đơn giản là M2ON. Em nghe cái chỗ này chắc em hiểu mà. Ý nói cái oxit sắt này mình đặt kiểu nào đây? Thì ra do sắt này có nhiều hóa trị mà, ý nói nó không có rơi vào cái chỗ đặc biệt đó đó. Cho nên chắc em biết cái công thức hợp lý là nên đặt FxOe. Do đó bước đầu tiên vô mình đưa ra cái công thức FxOe. Cái công thức tính phần trăm thì mình có rồi. Thầy nhắc thêm một lần nữa, muốn tính phần trăm thì mình lấy m lớn nguyên tố, rồi cái mình đếm cái số nguyên tử của nguyên tố đang tính, mình chia cho cái m lớn của cả hợp chất đó, đó. Sau cùng mình nhân trăm. Có em hỏi thế này, vậy nhân trăm hay trăm phần trăm? Thì cái chỗ này do mình triển khai thành phương trình mà, cho nên mình đơn giản luôn cái dấu phần trăm. Và tất nhiên nếu mà em ghi trăm phần trăm thì hai vế đều ghi cái phần trăm, do đó theo thầy cứ ghi 100 là đủ. Vậy mình ghi 56 nhân cho số sắc rồi chia cho cái m lớn nhân 100, vì đề nó bằng 72,41, mình ghi 72,41. Em à, như vậy mình nhận xét lại cái câu hồi nãy á, mình thấy có một chữ cần tìm à, còn cái câu này có hai cái chữ ít y. Như vậy cái độ khó của câu này là nó tăng lên rồi đó. Không có gì lo lắng, em nghe gợi ý hồi nãy con biến ít thì tự nhiên vô mình tìm cái đó nó tới đáp số. Còn ở cái câu này có hai chữ ít y thì có hai cách làm. Thứ nhất, tìm cái x bằng mấy, y bằng mấy, và không nên nghĩ theo cái hướng đó, vì tìm hai cái bí là sẽ khó hơn tìm ít. Cụ thể là mình còn một cái cách nữa là đi lập cái công thức hợp chất, thì ta chỉ cần thấy cái tỷ lệ số nguyên tử là đủ. Ý muốn nói ở cái câu này mình chỉ cần tìm x chia y bằng mấy là xong. Nhưng đừng có nghĩ là lúc nào mình cũng sẽ làm được điều đó. Đôi khi mình muốn tìm x chia y coi bằng mấy, mà do cái kiểu đề á, tác giả sắp xếp quá hay, mình không có thế nào mà đi được tới chỗ đó, thì bắt buộc mình phải tìm x bằng mấy, y bằng mấy. Như vậy thì em cần nhớ là mình cứ đi theo cái hướng từ dễ đến khó. Cái gì mà dễ mình nên làm trước. Cho nên cái câu này trên tinh thần là mình phải đi tìm x chia y bằng mấy. Không biết có may mắn hay không, mình cứ thử đi ha. Chẳng hạn như thế này, cái chuyện mà biến đổi để đi tới x chia y bằng mấy thì cái đó thuộc về toán học. Chắc thầy nghĩ với em thầy không cần gợi ý, và thầy hy vọng là em sẽ đi được cái tới cái chỗ cần tìm, đó là x chia y. Và đặc điểm cái câu này thì mình biến đổi tới cái chỗ đó được dễ dàng luôn. Và cái kết quả cuối cùng là 3 chia 4. Chắc thầy khỏi phải giải thích vì sao nó tới cái chỗ đó. Mà bây giờ em sử dụng cái máy tính hiện đại lắm, em cứ chuyển vế hết một vế là biến số, vế hằng số, bấm máy khi có cái phím đổi ra phân số luôn, cho nên không có gì lo lắng. Vậy thì cuối cùng á, thì cái oxit cần tìm của mình là Fe34. Khi mà nó có Fe34 là đáp số rồi, thì cái vế thứ hai á, nó dễ lắm em, chút nữa thầy sẽ gợi ý lại. Nếu như mà các em xem chương trình này lần đầu tiên á, thì đúng là so với các em mà thường xuyên theo dõi á, thì nó có thiếu đi nhiều nhiều thứ. Nhưng không có gì lo lắng, thầy sẽ cố tình nhắc lại những cái cần thiết. Do đó nếu như em chịu khó theo dõi cái chương trình này đến cái ngày cuối cùng, thì riêng cái phần hóa học mà thầy trình bày cho em á, thì thầy tin chắc luôn là cái lúc đó em giải đề thi đại học nó không có gì khó khăn cả. Thì thầy nghĩ là em theo dõi sẽ thấy mà. Còn thầy trở lại cái chỗ này một chút xíu. Đứng từ cái biểu thức mà đang thấy này mà biến đổi tới x chia y thì có cảm giác nó không có dễ. Tại cái mẫu là đa thức mà chuyển vế đồ khổ quá, mệt lắm. Trong khi ta biết có một cái cách khác mà đi tới cái x y rất nhanh luôn nghe. Thì thầy cố tình dừng lại đây, thì bổ sung thêm cái cách thứ hai của cái bài này. Cũng không có gì khó khăn lắm em. Cái này nó cũng là công thức thôi. Mình cố tình lấy cái công thức để mình đi tiếp theo sau này. Do đó thầy gợi ý chỗ này nè.
Thầy biết là em hiểu cái cách khai triển công thức này rồi. Như vậy cũng nhìn từ AXBA, cái em bắt chước em khai triển phần trăm B. Mà nếu không hiểu em lấy giấy ra đi, thầy đọc cho ghi nè. Bắt chước y hệt cái chỗ tính phần trăm A, em ghi phần trăm B hiển nhiên sẽ bằng M lớn B nhân y. Em ghi được tới chỗ đó rồi ha. Rồi chia cho M lớn của AXBY nhân trăm. Em nhìn thấy gì chưa? Cái phần trăm A với cái phần trăm B ở cái vế phải nó nhiều cái giống quá. Cái chỗ 100 là giống rồi đó. Cái chỗ mà M của AXBY nó cũng giống. Mà hễ nhiều giống thì ta lập tỷ lệ lên. Thì ra khi ta lập tỷ lệ thì mấy cái giống nó biến mất hết. Rồi cuối cùng ta được một cái điều thật đơn giản luôn. Rồi cụ thể thầy sẽ ghi liền. Rồi như vậy thì nhìn từ đây nè. Cái ta lập cái tỷ lệ vế trái là phần trăm A trên phần trăm B. Thì nó hiển nhiên sẽ bằng cái tỷ lệ ở phía bên phải á. Thì cụ thể nó sẽ là MA nhân Y chia MB nhân Y. Thì ra cuối cùng đó cũng là định luật đó. Sau này cái đó chính là cái biểu thức để thể hiện cái định luật thành phần không đổi. Cuối cùng thầy muốn tổng kết để em nghe cái nó nhớ luôn nè. Trong một cái hợp chất, cái tỷ lệ phần trăm của các nguyên tố thực tế là bằng tỷ lệ M lớn nhân số nguyên tử. Chắc chắc em hiểu rồi chứ ha. Cụ thể là phần trăm A trên phần trăm B thì hiển nhiên sẽ bằng M lớn A nhân số nguyên tử của A chia M lớn B nhân số nguyên tử của B. Lấy cái công thức này khai triển ta dự đoán sẽ nhanh hơn. Lý do cái phần trăm người ta cho mình rồi, vậy cái phần trăm A với phần trăm B tương đương là có, còn hai cái M lớn A B là tự có. Do đó chỉ có làm cái động tác chuyển vế M lớn A, M lớn B thì có được cái ít y, ít chi y dễ dàng. Do đó quyết định sau này khi thấy những cái bài đặc biệt trong vô cơ mà có hai nguyên tố thôi mà cho cái dữ kiện là phần trăm, mà đặc biệt có nhiều biến số thì thầy khuyên nên sử dụng cái công thức thứ hai sẽ tiện hơn. Còn những cái đơn giản như bài 1 thì chắc là sử dụng cái công thức đầu á, tức là cái công thức mà đầu tiên mình vô mình sử dụng á, thì nó sẽ đơn giản. Và cuối cùng em có đủ cả hai góc nhìn, cho nên thầy nghĩ tùy cái bài mà lúc đó em chọn cái công thức hợp lý mà. Còn trở lại đây mình làm liền cái điều này. Cụ thể thầy xóa đi cái cách giải hồi nãy, hiển nhiên mình biết cuối cùng nó tới đây mà. Vì mình tập khai triển công thức này thôi. Vì cái phần trăm sắc, mình lấy cái phần trăm sắc ra, mình chia cho cái phần trăm ô luôn, tại có hai nguyên tố, thì hiển nhiên sẽ bằng M lớn sắc là 56 nhân số sắc là ít chia M lớn ô nhân số ô. Do đề cho phần trăm sắc là 72,41 thì cái phía ở tử á, mình ghi 72,41. Em nghe gợi ý nữa nè. Một cái điều hiển nhiên tổng phần trăm là hết là phải bằng trăm. Mà đây có hai nguyên tố thì tổng phần trăm của sắc với oxy là bằng trăm. Cho nên dễ thấy lắm. Phần trăm ô là lấy 100 trừ cho cái phần trăm sắc. Đó là điều hiển nhiên. Cho nên cái chỗ này em hiểu rồi mà. Phần còn lại là em bấm máy và rõ ràng đúng như dự đoán thôi mà. X chi y mình cần tính giữ lại, em chuyển 16 lên tử, mình chuyển 56 xuống mẫu, bấm máy nó tới đáp số. Như vậy thì mình thấy thêm một cái kiểu bài thứ hai nữa rồi đó, nhiều chữ hơn, cũng dễ dễ. Bây giờ thầy muốn nhắc lại, và đây là cũng là cái chỗ quan trọng. Ở cái chương trình lớp 12 mình biết có một cái chương quan trọng lắm, mà thi đại học nếu em có để ý thì em cũng thấy nó có mặt trên đề nữa. Đó là cái phần phản nhiệt luyện. Thì cái vế thứ hai này sau khi có cái oxit sắt rồi, mình đưa cái công thức tính toán của nhiệt luyện vô để mình trả lời nhanh cái thể tích của hỗn hợp hydro CO. Thầy muốn nhắc lại liền cái chỗ này. Như vậy thầy tóm tắt cái đoạn sau này thôi. Vậy cái oxit này mình đặt lên đây là Fe3O4 rồi đó. Vậy thì cái nhiệt luyện mình cần lưu ý nè. Cái oxit kim loại A khi thực hiện nhiệt luyện là hoặc là gặp hydro rồi đun nóng lên, nó sinh kim loại A và nó sinh cái sản phẩm khử, cái sản phẩm tương ứng của hydro là nước. Có thể người ta sẽ sử dụng CO thì cái tương ứng này sinh CO2.
Rồi tiếp theo là nhôm, thì chỗ này có thể là oxit nhôm em biết rồi, ít khi gặp nhưng mình ghi cho đủ, đó là carbon, thì lúc đó tự nhiên nó phải sinh oxit carbon, cụ thể có thể hoặc CO2 hoặc CO. Điều kiện để nó thực hiện được phản này là phải dành cái kim loại đứng sau nhôm. Tất cả các kim loại đứng sau nhôm là thực hiện được phản nhiệt nhôm, nhiệt luyện nha. Nhôm em biết nó nằm chỗ này mà. Riêng cái phản ứng 3 này nè thì còn gọi là phản nhiệt nhôm, tại sử dụng nhôm gọi là nhiệt nhôm. Thầy nghĩ lấy cái ví dụ để em hiểu. CO, CU đứng sau nhôm mà, cho nên theo cái công thức này thì tự nhiên nó ra CU với CO2. Chắc chắc em hình dung được rồi chứ ha. Sẵn đây thầy nói luôn. Cái công thức thì nó như thế, nhưng mà khi giải bài tập mà mình nhìn đây mình chưa chắc dễ dễ, cho nên thầy muốn gợi ý để chút nữa mình tới cái công thức tiếp theo. Thực tế mà em thấy á, thì có phải mấy cái chất này là chất khử, nó gặp cái oxit này á, thì nó chui vô trong oxit, cái nó kéo oxy ra, thấy không em, kết hợp với oxy. Vậy ý nói là bản chất của phản này ta cần biết á, là thực tế là oxy trong oxit á, nó kết hợp với hydro CO là các chất khử thành sản phẩm tương ứng. Đến chút nữa mình triển khai thêm một cái cách ghi mới thì lúc đó tính toán nó mới dễ. Cụ thể thầy sẽ gợi ý liền. Riêng cái ví dụ embryo để thầy muốn nhắc các em mà quên mất cái dữ kiện, cái điều kiện quan trọng đó là kim loại đứng sau nhôm mới tác dụng được á. Cái để lâu quá các em không nhớ. Thì cái magie này em thấy đứng trước nhôm mà, cho nên mình phải thấy cái chỗ này không xảy ra. Cái cách làm thứ hai, cái oxit này nè thì hiển nhiên phải đứng sau nhôm rồi, như nãy giờ mình nói. Nhưng mà ý muốn nói hồi nãy mình nói cái bản chất của cái phản này là do oxy trong oxit mà, cho nên mình không ghi oxit nữa, mình ghi oxy luôn. Vậy cái này là ghi oxy trong oxit của kim loại phản ứng, thì hỏi sinh cái gì thì mình cũng nói được tương ứng luôn. Lúc đó nó gặp hydro CO thì biến thành cái sản phẩm cụ thể này. Như vậy thầy muốn lấy cái ví dụ để em hiểu. Chẳng hạn như oxy trong oxit tác dụng với CO thì nó sinh CO2, mình cân bằng một cách bình thường thôi. Ở đây hai oxy, ở đây một, vậy tỷ lệ 1:1. Tương tự thầy muốn lấy thêm cái ví dụ nữa là gặp hydro thì sinh nước thì cũng tỷ lệ 1:1. Vậy thầy muốn em nhận xét ngay cái chỗ này. Nếu như sử dụng một mình CO thì một cái điều hiển nhiên là mol CO phản ứng đúng bằng mol oxy trong oxit. Và tương tự nếu mình sử dụng hydro thì mol hydro phản ứng cũng đúng bằng mol oxy trong oxit. Vậy nếu như mình gặp hỗn hợp CO hydro thì cũng dễ thôi. Mình nói mol CO phản ứng bằng mol oxy, mol hydro phản ứng bằng mol oxy. Như vậy tổng mol hydro CO phản ứng đúng bằng tổng mol oxy. Chút nữa thầy sẽ ghi thành công thức dễ nhớ lắm. Còn trở lại đây, dựa trên hai cái chỗ này á, thầy muốn ghi điều này. Cái oxy ở đây nè, không phải chỗ nào cũng đem áp dụng coi chừng sai á, phải là oxy trong oxit của kim loại sau nhôm. Và như vậy thì cái công thức cần ghi nhớ mà nó dễ nhớ lắm em. Khi thực hiện nhiệt luyện bằng chất khí, cụ thể hydro hay CO hay hỗn hợp, và do hai cái phản ứng trong cái đống khung nè, tỷ lệ 1:1:1:1, cho nên mình có một cái công thức vô cùng dễ nhớ. Cứ nhớ mol oxy trong oxit phản ứng hỏi bằng gì, nếu gặp một mình hydro nó bằng mol hydro phản ứng, nếu gặp một mình CO nó bằng mol CO phản ứng, và hiển nhiên gặp hỗn hợp hydro CO mình nói bằng luôn. Thì ra nó dễ nhớ ở chỗ là mol bằng mol, cho nên không bao giờ bị nhầm. Vậy thì cũng cố gắng ghi lại. Hoặc là gặp một mình hydro, hoặc là CO, hoặc cả hai, thì điểm giống ở chỗ là nó mol bằng mol, như nãy giờ thầy gợi ý. Đặc biệt CO mà nó phản ứng sinh CO2 tỷ lệ 1:1 luôn, hydro thì sinh hơi nước cũng vậy luôn. Vậy mình ghi thêm hai cái chỗ này để những cái lần sau này mình sử dụng luôn. Tại sắp tới đây á, mình giải các cái đề thi, cho nên có lúc mình sẽ sử dụng các cái vấn đề có liên quan nhiệt luyện, thì trong cái lần chuẩn bị này thì sẽ ghi lại hết cho em luôn. Chẳng hạn đây là cái điều, nếu như em nào mà có theo dõi chương trình bổ trợ 12 thì chỗ này cũng khá quen. Và khi có công thức này thì cái câu mình đang giải dễ lắm. Mình trở lại cái câu của mình liền.
Trước khi tính toán thì thầy cũng chuẩn bị luôn cho em. Đặc biệt mình thường không ghi phản ứng rồi máy tính nó lâu lắm, vậy mình tính trực tiếp thì lúc đó mình có một cái cách tính đặc biệt lắm, là tính mol nguyên tử. Cứ dựa trên cái công thức của chất cái mình tính luôn cái mol trực tiếp, cụ thể là lấy mol nguyên tử. Do đó thầy muốn em thấy được cái cách tính chỗ này. Chẳng hạn trong AXPI là rất tổng quát, khi ta cần tính mol của một cái thành phần nào đó, chẳng hạn E, dễ nhớ lắm. Trước tiên lấy mol nguyên chất đó ra, tức là mol AXPI. Và sau đó mình tính E mà, mình nhìn lên cái chỗ E, mình thấy là X, mình nhân là X. Em hình dung được chứ ha? Chứ không phải lúc nào mình cũng lấy cái chỉ số đứng trước mình nhân coi chừng sai á. Cho nên thầy lấy cái ví dụ liền. Trong Fe34 thầy muốn tính mol oxy. Thật dễ, lấy mol Fe34 ra. Vì tính ô cái mình nhìn chỗ ô đây 4, mình nhân 4. Chứ chắc em hiểu được cái cách tính rồi chứ ha? Còn bây giờ mình trở lại câu của mình. Cái vế cuối cùng là mình làm sao mà mình tính được cái thể tích hỗn hợp này, dễ lắm. Lấy cái công thức đã gợi ý, mình bấm máy thôi. Bắt đầu là cái mol oxy. Ta biết là nó bằng luôn cái mol hỗn hợp hydro CO phản ứng mà. Vậy cái mol oxy trong oxit thì cụ thể lấy cái mol Fe34 nhân số oxy tức nhân 4. Mà cái khối lượng là 5,22. Cái M lớn Fe34 là 232. Sau đó mình nhân 4. Vậy cuối cùng mình sẽ có được cái đáp số là 009 mol. Mà 009 mol thì chắc thể tích nó nằm cái chỗ đó đấy. Rồi có nhiều em nghĩ là mình giải nhanh hơn về nhiều bằng cách vô mình khỏi giải gì cả. Tại oxit sắt là có ba công thức thôi. Vậy mình biết luôn cái công thức tính mol oxy trong oxit bằng luôn mol hỗn hợp hydro CO mà. Do đó các em sẽ làm điều này nè. Lấy cái khối lượng oxit để cho đem chia cho cái M lớn rồi nhân cái số ô rồi sau đó nhân 22,4 để tìm thể tích. Thì ra nếu bấm máy một lần coi chừng em bấm sai đó. Tác giả biết em sẽ làm điều đó mà. Cho nên em bấm máy chỗ nào nó cũng có số trên đây đó. Em thử làm điều này nè, lấy 5,22 cái em chia 232 em nhân 4 là chỗ B. Em nghĩ là oxit hồi nãy á, mình không đi tìm á, nó là FeO thì ta lấy 5,22 ta chia 72 ta nhân 1 nó cũng có cái đáp số trên đó nữa. Cho nên ý nói là phải biết giải để đến cái công thức cuối cùng rồi hãy tới cái biểu thức tính. Thì thầy giới thiệu cho em được một số điều rồi đó. Còn bây giờ thầy muốn giới thiệu bài toán cuối cùng luôn. Thầy nghĩ là cuối cùng là tại vì hết kiểu rồi. Lúc đó người ta đưa ra cái biểu thức tính toán nhiều chữ nhất. Cụ thể em xem áp dụng 3. Cái áp dụng 3 này như sau. Cái thể tích hỗn hợp hydro CO cần để phản ứng hết với cái hỗn hợp có các oxit, thì riêng cái chỗ này nè thì thầy muốn giới thiệu lại cái công thức tính cái lượng oxy ở trong oxit để cho em nhuần nhuyễn. Mà thì cụ thể đây là các cái thể tích cần lựa, thì mình lấy cái công thức tính hồi nãy, điều kiện chuẩn thì lấy 22,4 nhân cho cái hỗn hợp hydro CO. Cái mol hỗn hợp hydro CO đúng bằng mol oxy trong oxit. Mà mol oxy trong oxit thì dễ lắm, lấy cái khối lượng oxit chia M lớn oxit rồi nhân số ô. Gặp cái oxit thứ hai mình làm tương tự, mình lấy khối lượng mình chia M lớn rồi mình nhân cái số ô là 3. Và tới đây là xong. Có nhiều em quên mất cái lúc đó thấy cái oxit nhôm cái mình làm tương tự thì nó sẽ sai mất. Lúc đó các em sẽ thấy đáp số ở đây nè. Thì ra mình nhớ là cái kim loại đứng sau nhôm mới tác dụng, thì cái câu này mục đích là nhắc em cái điều đó đó. Và khi bấm máy thì cái thể tích của mình nằm ngay cái vị trí đó. Còn cái bài toán cuối cùng mà thầy gợi ý đó là áp dụng 4. Cái áp dụng 4 này đưa cho mình một cái công thức oxit mà rất nhiều chữ, cụ thể tại cho rất tổng quát mà, và cái cách đặt vấn đề hỏi giống như cái áp dụng số 2. Thì theo từng bước mình cứ làm để thấy được A thì lúc đó mới tới được cái đáp số mà. Cho nên cụ thể mình đưa ra cái công thức cần tìm là MXOY. Như vậy lợi dụng cái công thức tính là lập tỷ lệ nó sẽ rất nhanh, cho nên mình lấy cái biểu thức mà thầy đang gợi ý này mình triển khai lên cái phần trăm. Vậy phần trăm M chia cho cái phần trăm ô
thì bằng m lớn nhân x chia 16 nhân y, và nó sẽ bằng 72,41 chia cho 100 trừ 72,41. Thầy nói đây là bài toán cuối cùng, là tại vì nó có nhiều chữ nhất trên đề thi rồi đó, là vừa có m rồi x rồi y, hỏi làm gì. Nếu mình giải theo hướng tự luận á, thì tới đây mình rút m ra thôi, chỉ mình chuyển vế cái mình bấm máy thấy m bằng 42 lần y chia x. Hỏi tới đây cần làm gì nữa thì bắt buộc mình phải biện luận. Nhưng mà trên tinh thần thầy không có muốn em làm cái điều đó. Thầy muốn chuẩn bị để cái lần tới á, bắt đầu từ cái chỗ này nè, thầy sẽ gợi ý cho em thêm một cái điều quan trọng lắm. Thì lúc đó cái áp dụng 4 này nè, mình chỉ mới có nhìn số 72,41, hay là mình mới có nhìn thấy cái biểu thức mà bằng 42 lần y chia x, thì mình đã thấy được cái đáp số của cái câu này là gì luôn rồi. Mặc dù hôm nay mình thật cố gắng luôn, nhưng mà thầy cũng không có trình bày hết cái muốn nói cho em liền hôm nay. Do đó những cái lần gặp tiếp theo á, thì những cái nội dung còn lại thầy sẽ cố gắng làm cho các em thấy nó dễ. Còn bây giờ mình tạm dừng ở đây. Xin thân ái chào tạm biệt các em.